Chào các bạn, mình là Super Sale Anh Tuấn đây. Bên này có một cái con tàu đang đóng, đang sửa chữa. Một con tàu đang sửa chữa. Con tàu này thì cũng tầm vài chục tấn thôi, không phải là tàu lớn lắm. Và thông tin mình được biết ấy, thì con tàu này sẽ được hạ thủy vào trưa ngày mai. Trưa ngày mai con tàu này sẽ hạ thủy. Và cái vị trí mà mình đang đứng ấy là ở trong nhà máy, trong xưởng cơ khí đóng tàu Nghệ An, nằm bên bờ sông Lam. Mọi người lại gần nhá. Mọi người nhìn con tàu này bên mạn trái nhá, mạn trái con tàu này. Đó, đây là tàu Trường Thành 66. Cây cầu, có bên này có một cây cầu. Tàu Trường Thành 66. Rồi bên này có một loạt các con tàu khác. Mình có hỏi thì mấy anh nói là cái con tàu này là dùng để làm nhiệm vụ cứu hộ. Không biết có đúng hay không. Đó. Người ta đang ốp những cái gắn những cái lốp vào bên mạn tàu. Gắn những cái lốp quanh quanh bên mạn tàu. Mớn nước của nó đâu đó 2 mét. 1 mét này, 2 mét này. Bác ở đây lắp những cái lốp ở đây làm gì đấy bác? Chống va. Dạ. À, chống va đập. Lắp lốp để chống va đập. Anh ơi, phải cho em lên trên cho anh để anh. Dạ. Thích cao luôn em. Lắp lốp để chống va. Tàu này là bao nhiêu tấn bác? À, 500. Khoảng bao nhiêu tấn? 60 tấn, phải 60 tấn. Trên 60 tấn. Nộp lạp vô là 70 tấn. Dạ. Con này là... Con này chắc được vài trăm thôi. Con bên này chắc được vài trăm tấn thôi. Hàn, người ta hàn vỏ. Hàn vỏ. Đây, nhìn đuôi tàu nhá. Đuôi tàu này có hai cái chân vịt này. Trưa ngày mai sẽ hạ thủy và mình hy vọng trưa ngày mai mình sẽ có mặt ở đây để xem tàu hạ thủy. Cái cần cầu này. Đó. Hai cái chân vịt. Đấy, xung quanh đây rất nhiều tàu thuyền. Mình hy vọng là sắp tới là sông Lam sẽ có thêm nhiều cầu cảng nữa để cho tàu người ta cập vào trú ẩn. Anh cho em lên tàu chơi tí được không? Anh cho em lên tàu chơi tí được không? Cho em trèo lên chơi tí được không? Thoải mái chứ. Đó, giờ mình sẽ lên tàu này. Lâu rồi chưa được lên tàu. Không, em chơi ở đây thích hơn. Chơi lên tàu đang đóng thích hơn, sướng hơn. Ok, mình sẽ đi lên đây.
mình đã lên được mạn tàu rồi này. Đó, mình sẽ đi ra phía trước trước. Đây là phía trước mũi tàu đây. Hình như sơn còn đất mới nhá. Đây, sơn còn đất mới này, chưa đi lên được. Thôi đi ra sau thôi. Ở bên này là khoang tàu. Chào gì? Đó, ở đây người ta đang sơn. Mấy bác đang làm, đang hàn xì. Đây là công ty vận tải biển Trường Thành. Anh có phỏng vấn không anh? Có phỏng vấn. Thế nào có đội trưởng em? Em phỏng vấn anh được không? Anh ơi, đây là tàu sửa, là tàu đóng mới đấy anh. Sửa chữa thôi đúng không? Em cứ tưởng là tàu đóng mới. Trưa mai hạ thủy phải không anh? Tầm trưa mai hạ thủy, trưa mai ra xem. Đây mấy bác đang hàn này. Anh là bên công ty sửa chữa tàu à? Hay là đội đội sửa chữa tàu? Dạ. Cắt phá, làm mới. Cắt phá. Đây chủ yếu sửa vỏ thôi không anh? Sửa vỏ. Sửa nguyên tàu luôn. À đây, anh này khoảng 2 3 từ sân. Dạ. Đây đây, đây cái hầm này. Máy. Hầm máy này. Mọi người thấy không? Đây khu vực cảng. Mình từ trên xuống. Sơn có nhanh gì? Sơn ở đây nhanh không? Cả con tàu này sơn hết bao nhiêu ngày gì? Gì? Cả con tàu này sơn hết bao nhiêu ngày? Thôi. Chạy luôn. Thôi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nhé. Đừng quên like, comment và chia sẻ nhé.